đại não. Ái của ma vương là Tanha Arati Raga đi đến Thế Tôn và nói lên kệ ngôn: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Rồi các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga đi qua một bên và hỏi ý: Thị dục của con người dị biệt khác nhau, chúng ta biến hình thành 100 kiều nữ. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 kiều nữ, đi đến Thế Tôn và nói: Thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 thiếu phụ chưa có con, vân vân. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 thiếu phụ có một con. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 thiếu phụ có hai con. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 thiếu phụ trung niên. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở y. Các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga biến hình thành 100 thiếu phụ lớn tuổi. Nhưng Thế Tôn không để tâm đến, vì Ngài đã chứng vô thượng giải thoát, đoạn tận mọi sở. Rồi các ma nữ khác ái, bất lạc và tham dục đi qua một bên nói với nhau: Nhưng cha chúng ta nói những gì cha chúng ta nói quả là đúng sự thật. Đấng ứng cúng La Hán, đức thiện thệ ở đời, vượt khỏi ma giới, không dễ dùng bảy ái để thu phục vị ấy, nên khiến ta sầu não. Phương cách mà chúng ta dùng, nếu với bất cứ vị sa môn hay bà la môn nào chưa hết tham ái, nếu trái tim không vỡ ra thì miệng cũng thổ huyết nóng, hoặc cuồng tâm loạn trí hay héo úa khô cằn như lau sậy bị cắt đứt. Rồi các ma nữ, con gái của ma vương là Tanha Arati Raga đi đến trước Thế Tôn và ma nữ Tanha nói lên kệ ngôn: U sầu thiền trong rừng, mất của hay muốn của, hay phạm pháp trong làng, sao không bạn với ai, sao không người thân thích? Thế Tôn: Đạt cứu cánh an tịnh, đã chiến thắng ma quân, khả ái không khả ái, thiền một mình tịnh lạc, không cần bạn với ai, cũng chẳng màng thân thiết. Ma nữ Arati nói lên kệ ngôn: Tỳ khu làm thế nào đã vượt năm bọc, lại cố vượt thứ sáu, làm sao để thiền định mà những thứ dục tưởng được điều phục chế ngự, không chi phối vị ấy? Thế Tôn: Thân tịnh tâm giải thoát, vô hành sống chánh niệm, ly gia liễu tri pháp, thiền định không suy tầm, không manh động vọng động, tâm nhu nhuyến thuần hóa, ấy vượt năm bọc lưu, vượt dòng lũ thứ sáu, mà những thứ dục tưởng được điều phục chế ngự, không chi phối vị ấy. Ma nữ Raga nói lên kệ ngôn: Bậc đoạn tận khả khát ái, sống giữa chúng đồng tu, chắc hẳn kiều vị cũng sẽ được giải thoát, và hướng dẫn quần sanh đồng thoát khỏi ma giới. Thế Tôn: Như Lai bậc đại hùng, hướng dẫn bằng chánh pháp, giác giả giảng chân pháp, người hiểu không đố kỵ. Rồi các ma nữ, con gái của ma vương Tanha Arati Raga đi đến ác ma. Từ xa ác ma thấy các ma nữ Tanha Arati Raga đi đến, liền nói: Các ngươi đúng là lấy cành sen đào núi, lấy móng tay phá thạch,
lấy răng nhâu sắt thép, lấy đầu nhấc đá tảng, tìm chỗ đứng vực sâu, lấy ngực đập cọc nhọn, buồn rời Gotama. Đối đến với bao diễm lệ, Tanha Arati và Raga đi cùng đi, bậc đạo sư quét sạch như gió thổi bông gòn. Thích văn. Kena Siduma Dumano Tata, tại sao cha áo não vậy? Purisang cầm nú so chassi, cha buồn phiền ai thế? Ma dằng tằng Ragapa Sena, chúng con sẽ dăng bẫy ái bắt người ấy. Aranya Miwa Kunjat rằng, như voi trong rừng, bàn thít tòa Anasisama sau khi cột trói sẽ mang về Vasagote Favistatiti Vatiti, người ấy sẽ nằm trong sự sai sử của cha. Arahang Sugato Lô Kề, bậc úng thiện thệ ở đời. Narage Na Suva Na Dô, không để thuộc bằng ái luyến. Marai Mara Thầy rằng, Atiskanto đã vượt khỏi cương tỏa ma giới. Tasma So Chamahang Pusanti, đó là lý do tại sao ta ưu phiền. Sokawatino Nu Vanam Hicca Yassi, có phải vì sầu muộn ngày thiền định trong rừng? Quitang Nu Nu Jino Uda Pathayano, vì mất mát của cải hay mong muốn của cải? Agum Nu Gamas Smim Makasi Kinchi, hay đã phạm tội gì trong làng? Kasma Yanenana Karosi Sakhim, sao không làm bạn với ai? Sakhina Sampayati Keya Chite, sao không quan hệ thân thiết gì? Athasa Pathim Hadasasa Santin, đã đạt cú canh tan ổn. Chê tòa na xê nằm Pí giá xà tá rút bầm, chiến thắng ma quân khả ý bất khả ý. Ê cô hằng cha dằn xuất hằng ma nú bồ thìm, độc cư thiền định thể nghiệm tịnh lạc. Tasma cha nề ná ná cá rồ mi sát kìm, nên chi ta không kết bạn với mọi người? Sakhi na sampajati ke na chi mê tí, cũng không có quan hệ thân thiết. Các thằng quý ra quý hà rì ba phú lồ cá biết khu, làm thế nào mà tỳ khu thường an trú? Pancho gatino ataritha chất hầm, vượt dòng lũ thứ sáu sau khi đã vượt năm bộc lưu. Các thằng cha dìm ba hú lằng kasma san nhà paripa phi ra hồn tí alap tha dồ tát dồ tăng tí, làm sao để thiền với nhiều dục tưởng được cách tách biệt và điều phục? Basa tha dồ ca dồ su quý mút tát chi tô, thân an tịnh tâm khéo giải thoát. Asan kha ra no satima anoko, không tầm cầu chánh niệm. Liya anya ya tham mang a vita ka ja ji, hiểu rõ pháp thiền tư không sưu tầm. Na kupati na sarati na thino, không phản ứng, không buông thỏa, không chai lì. E wam vihari pa phu lô tha bít khu, như vậy là tỳ khu thường an trú. Pancho ga tí nô a ta ri tha chẳng chắc thằng, vượt dòng lũ thứ sáu sau khi đã vượt năm bộc lưu. E wam cha jim pa hu lăng ka ma san nha pa ri pa phi ra hồn tí a la tha dô ta tàn tí, như vậy là thiền định với những dục tưởng được tách biệt và điều phục.
a chề giá tàng hằng gà ha sằng gá trà rì, vị ấy sống với tăng chúng sau khi khát ái, sau khi ái đã đoạn tận. A thà cha ri sàn tí pa hù cha sa tha, chắc chắn nhiều vị có niềm tin sẽ vượt dòng. Pa hùm và ta dặn cha nà càng anoko ô hay, vị ly gia ấy chắc chắn kéo theo nhiều người khác. A chề ya na sa tí ma chú ra ya sa pa ran tí, dẫn họ thoát khỏi cảnh giới của tử thần. Na dàn tí quề ma hà quỳ ra, những bậc đại hùng dẫn dắt. Sa thầm mê na ta thà gà tà, các đấng Như Lai với diệu pháp. Thầm mê na na mà na nằng, hướng dẫn với chánh pháp. Cà ú sù già quý giá nát tàn tí, làm sao mà người hiểu biết lại đố kỵ. Bà là cùm mu đa đà lề hi bát tầng ách hiềm thách thà, những kẻ ngu di sơn núi với cành sen. Ghi rìm nát thà khề nát khà khát nát thá, phá thạch với mài á dồ đàn tề hí khà đá thá, dùng răng để nhai sắt. Xê lằn giá xí ra xù thát chá, để lấy đầu để nhức đá tảng. Bà tà lề gà thầm mề xá thá, tìm chỗ đứng tại vực sâu. Khà nùm vá ú ra già ú ra xà giá giá, dùng ngực đóng cọc nhọn. Níp phí già bề thá gồ tà ma tí, buồn bỏ Gotama. Đát đát lá mà nà á gàn chùm, họ đã đến trong sự kiều mị. Tành hà chá á ra tì ra gà, tăng hà á ra tì và ra gà. Tà thát tà ba nú xì sát thà, bậc đạo sư đã quét sạch tại ấy. Tù lần phá thằng hòa ma lu tồ tí, như gió thổi bông gòn. Thích nghĩa, ba ma nữ có tên Tăng Hà Arati Raga, mang ý nghĩa khao khát, không thỏa mãn và nhục cảm. Thí dụ về các cách bắt voi rừng được sở. Sớ giải chú thích là người ta muốn bắt voi thì dùng voi cái gợi dục để dẫn voi đực vào bẫy. Thành ngữ ba đề tề samana pari cha re ma, dịch là hầu hạ dưới chân, có nghĩa là làm nô lệ ái tình. Đây là một trong những cách gợi dục. Chữ sê ná ma quân theo sớ giải ở đây chỉ cho phiền não, theo sớ giải thì thân tịnh. Bát xá thí ca dồ chỉ thiền chứng và tâm giải thoát. Suy mút tá chí tồ chỉ cho tuệ giác. Biên soạn, dịch giả và biên soạn, hiệu đính và biên soạn giáo trình Hòa Thượng Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà giá. Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học bài Kinh Ma Nữ. Ở trong cái nội dung của cái bài Kinh này nó dài, nhưng mà cũng có cái ý nghĩa. Từ cái gì, cái tiến trình tu tập của một vị hoàn toàn giải thoát phải trải qua biết bao nhiêu cái sự thử thách, rồi cám dỗ, nhiều cái trở ngại, cuối cùng phải vượt qua. Đó là cái tiến trình tu tập. Ở đây trong cái nội dung của cái
thương, đó là tamha, tức là sự khao khát. Arati là sự bất mãn. Và raga, tức là sự nhục tham, thành dục ở trong cuộc đời này. Thì ở đây đó, khi nói đến cái việc mà khi mà ba cô ma nữ của ma vương thấy người cha của mình, tức là ma vương, buồn, thì ba cô mới hỏi lý do là tại sao mà cha của mình lại buồn như vậy. Thì ma vương mới nói rằng đó là sự Đức Thế Tôn đó, Đức Phật đó, ngài đã vượt ra khỏi cái sự gọi là kiềm tỏa của ta. Thì ba cô con gái mới nói rằng ba cô này sẽ bổ lưới vây như là cái việc mà thả voi cái ra. Cái hình ảnh mà chúng ta được biết ở đây đó là giống như người ta mà muốn bắt con voi đực á, thì con voi đực nó có cái sức mạnh như thế nào đi nữa thì người ta sẽ thả con voi cái ra để nó khiêu gợi, để làm sao để bắt được cái con voi đực. Đó là cái cách của người ta. Thì cái ba cô ma nữ này nói rằng sẽ đến để quyến rũ Đức Phật sau khi Đức Phật vừa giác ngộ thành Phật. Thì chúng ta thấy ở đây đó là trong cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả đó, thì cần phải trải qua rất là nhiều, cần phải trải qua rất nhiều, từ cái việc thử thách, cám dỗ nhiều thứ. Như là một người mà chúng ta thường đó, là nói đến cái sự ràng buộc. Ba cô ma nữ này biến từ cái hình ảnh của một những thiếu nữ, của những thiếu nữ. Đây là nói đến cái sự khuynh hướng tham dục của mọi chúng sinh. Có người thì thích như thế này, có người thì thích như thế nọ, có người dính mắt cái này, có người thì dính mắt cái khác. Nói chung là thích hoặc là dính mắt hay là không hài lòng, thì tất cả những điều đó là sự phản ứng từ ở nội tâm, bắt nguồn từ ở cái phiền não mà ra. Ba cô ma nữ này ban đầu đó là biến thành những cô thiếu nữ, tức là chúng ta biết là thiếu nữ thì có lẽ là chưa có gia đình, còn trẻ trung. Sau đó thì biến cái hình ảnh của những cái người thiếu phụ, tức là những người phụ nữ còn trẻ, đã có gia đình còn trẻ, rồi đến những cái người phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên đó, để rồi thử thách cám dỗ Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây nói đến những cái pháp bất thiện, mà tiêu biểu ở đây là nói đến ba cái cô ma nữ này, từ cái việc tham ái, tức là sự khao khát. Ở đây đó, khi mà mình nói đến cái sự khao khát, tức là ham muốn, có người thì ham muốn cái này, có người thì thích thú cái nọ. Chúng ta thấy rằng những cái mà có thể rằng có thể người ta là vì ham muốn ở trong nhục dục cũng có. Có người ham muốn về sắc tài danh lợi gì cũng có. Nói chung là mỗi một cái sự ham muốn, mỗi một người ham muốn, cái sự ham muốn của mỗi người, khao khát của mỗi người nó khác nhau. Khao khát đó đó, chúng ta thấy rằng là như thế này. Cái lúc nhỏ đó, là mình còn trẻ trung đó, thì mình lại ước muốn tới tương lai, vạch định ở tương lai.
rõ ràng ở trong cuộc đời này, nếu một người mà không ham muốn gì đó, thì cái người đó không có một cái định hướng về trong tương lai, không có định hướng về trong tương lai. Bởi vì chính cái ước muốn, cái mong muốn, cái khao khát đó, có những việc tốt, tích cực, nhưng mà có những việc xấu, tiêu cực, có hết. Nhưng mà rồi đó, nhờ người ta có ước muốn, cho nên là người ta mới tích lũy, rồi người ta mới gọi là tạo trữ, rồi người ta mới trở thành, tích lũy tạo trữ để trở thành. Thì cái đó là cái động lực để khiến cho người ta tồn tại. Nhưng mà chính vì sự khao khát đó, đó tức là nói đến cái lòng tham ái của con người, của chúng sanh, của chúng sanh. Cho nên khi mà mình biết đó là giống như là ở trong cái hình ảnh mà kể rằng là một cái vị hành giả tu tập đó, thì cần phải vượt qua đại dương, vượt qua đại dương bằng một cái chiếc bè, bằng một cái chiếc bè, và chiếc bè đó cột bằng ba cái sợi dây ghép 8 thanh gỗ lại. Có nghĩa là ba cái chiếc bè đó, đó cái chiếc bè đó, đó là cột bằng ba sợi dây, tức là giới, định và tuệ. 8 thanh gỗ đó, đó được ví như là bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như ở đây đó, tức là một cái vị hành giả tu tập đó, là cần phải đi đến những cái, cần phải qua đại dương, qua bên bờ đại dương, và ở đi qua bốn, cần phải đi qua đại như vậy đó, thì phải qua bốn cái đảo, và cứ mỗi một cái đảo như vậy đó thì nương vào ở trong cái chiếc bè của mình. Mà khi nãy chúng tôi đã nói, chiếc bè cột bằng ba cái sợi dây, rồi bằng 8 thanh gỗ, rồi bơi lội đi, rồi đi dọc đường đó, đi dọc đường, đó là lần lượt cái những cái tên rước cướp đó, nó rượt theo để nó bắt lại, nó bắt lại, hay hoặc là nó chiếm tài sản, chiếm đoạt tài sản. Thì những cái tên cướp này đó, ban đầu là chỉ cho 10 cái tên cướp, tức là chỉ cho phiền não, 10 cái phiền não của mình, từ thân kiến nghi giới cấm thủ, dục ái sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật đó. Rồi cái vị hành giả đó lần lượt đi qua mỗi cái con đảo, mỗi một cái đảo, một cái đảo như vậy đó, là tượng trưng cho một quả vị thánh nhân, tức là sơ quả Tu Đà Quần, hoặc là nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, hoặc là tứ quả A La Hán. Tức là qua ba bốn cái đảo đó, thì lần lượt đó, qua cái đảo đầu tiên đó, là diệt hết ba cái tên cướp đầu tiên, là còn bảy tên, tức là diệt được thân kiến nghi và giới cấm thủ. Rồi là đến cái đảo thứ hai á, thì hai cái tên cướp mà dục ái và sân á, nó lần lượt nó bị yếu dần đi, nó yếu dần đi, nó không còn rượt theo kịp nữa. Và đến cái đảo thứ ba đó là dục ái và sân tự biến mất. Rồi còn năm cái tên cướp còn lại là ở cái đảo cuối cùng, tức là chỉ cho quả vị A-la-hán. Sau khi tận diệt được đến cái đảo thứ tư đó, tức là quả vị A-la-hán đó, thì được tức là diệt hết lại năm cái tên cướp còn lại, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Như vậy thì cái người kia mới đạt được đến cái đảo thứ tư, tức là chỉ quả vị vô sanh, quả vị A La Hán là như vậy. Thì đây chúng tôi trở lại khi mà nói rằng là cái sự thử thách của cái đường tu của một người đó, thì nó cần phải trải qua. Đức Phật á, là một cái vị mà hoàn toàn giải thoát, là một cái vị mà A-la-hán chánh đẳng giác. Như chúng ta được biết ở đây đó là đấng ứng cúng A-la-hán, đứng thiện thệ ở đời, bực vượt khỏi ma giới, không dễ dùng bảy ái để thu phục gì ấy, nên khiến ta sầu não, tức là ma vương đã nói như vậy. Thì ở đây đó là chúng ta biết rằng
Đức Phật là một cái vị mà gọi là được an tịnh, mà nói chung là cái tiến trình tu tập của một vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta thấy rằng là mình còn trở ngại cái gì, còn bị thử thách cái gì, hoặc là mình bị cám dỗ cái gì đó. Từ cái hình ảnh mà nói sự khao khát, tức là ma nữ, tức là tanha đó, là sự khao khát đó, tanha đó, là sự khao khát đó. Thì ở đây đó, quý vị thấy rằng là sống trên cuộc đời này thì đối với chúng sanh phàm phu thì thường là bị trói buộc bởi phiền não. Cho nên là mỗi người đều có cái sự khao khát khác nhau. Có nhiều nhiều người mong muốn cái sự ước muốn cho tương lai của mình, hoặc là trong cái ý muốn của mình muốn làm điều thiện, thì đó cũng là một cái ý nguyện tốt. Ở trong kinh gọi đó là pháp dục, tức là cái ý muốn thiện của mình. Mình muốn tu hành như thế nào, mình muốn giữ giới cho tốt, mình muốn thiền định an tịnh nội tâm, rồi mình muốn học Phật pháp để củng cố cái tri kiến, vân vân. Mình muốn cái điều đó, hay hoặc là mình muốn là tu tập để giác ngộ, thì cái điều mong muốn đó là cái điều tốt. Cái điều tốt, bởi vì dù sao đó là cái đó là một cái phương tiện, cái đó tức là cái hành trang để cho mình sớm trong sanh tử luân hồi. Còn một người ước muốn ở trong cái điều sở hữu, trong cái sự khao khát, ở trong kinh thánh cầu á, thì Phật có dạy rằng có hai cái sự tầm cầu. Một cái sự tầm cầu của một người, và tầm cầu thứ hai là tầm cầu của bậc thánh. Tầm cầu của người phàm phu á, là đang bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, đang bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, thì lại đi tìm cầu cái trói buộc trong sanh tử luân hồi. Thí dụ bây giờ nè, có người khao khát ở trong cái gia đình, vợ con, chồng con, hoặc là tài sản danh vọng địa vị trâu bò của cải đất đai vân vân. Người ta nghĩ cái gì đó là cái quyền lợi của người ta, hay cái gì đó là cái mà nghĩ là người ta sẽ sở hữu, cho nên là người ta khao khát mong muốn cái điều đó sẽ được với người ta. Cho nên nếu như một người phàm phu là đang bị trói buộc trong sanh tử, nhưng mà lại tầm cầu trong trói buộc sanh tử, là sao? Đi tìm kiếm những cái sự sở hữu đó, mà những tìm kiếm những cái sự sở hữu đó đó, những sở hữu đó đó, là làm cho mình bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, tức là bị trói buộc ở trong lưới ma. Còn cái tầm cầu thứ hai đó là tầm cầu gọi là Anariya, Ariya Pariya, tức là tầm cầu của bậc thánh, tầm cầu bậc thánh. Các bậc thánh thấy được cái sự nguy hại của sanh tử luân hồi, nguy hại của sự ràng buộc về vấn đề danh vọng, địa vị, gia đình, tất cả các thứ trên cuộc đời này là cái sự ràng buộc. Cho nên các ngài tầm cầu một cái gì, cái con đường giải thoát, và các ngài tìm tiến tu con đường giải thoát. Như vậy thì tầm cầu là tầm cầu cái sự giải thoát, tìm đạo lộ, hay là nương vào cái đạo đạo đế, hay nương vào cái chiếc bè mà khi nãy chúng tôi đã nói, tức là chiếc bè cạp cột được cột bằng ba cái sợi dây ghép tám thanh gỗ trở lại, cùng làm chiếc bè để bơi qua bên kia đại dương là như vậy. Thì ở đây đó, tức là sự tầm cầu của bậc thánh. Bây giờ đó, ma vương á, chúng ta thấy rằng là nó có nhiều ngõ ngách, nhiều ngõ ngách để mà nó chế ngự. Cái hình ảnh mà chúng ta ví dụ giống khi nãy nói rằng giống như mà thả con voi cái ra để bắt con voi đực. Bởi vì con voi đó thì chúng ta biết là cái sức mạnh của con voi rất là lớn, rất là khủng khiếp. Nếu mà muôn vật ở trong rừng thì sức mạnh của con voi rất là lớn, rất là mạnh. Cho nên muốn bắt được con voi thì không có cái cách khi khác đó, là người ta dùng cái thần nài đó, người ta sẽ cái anh nài đó là cái anh mà chăn voi đó, cái anh đó ảnh sẽ điều khiển cái con voi cái đến bắt cái con voi đực, và theo sự dụ dỗ bị lọt vô bẫy đó thì nó sẽ bắt, người ta sẽ bắt cái con voi đực đó. Thì cũng như vậy,
khi mà lưới ma bủa ra đó, thì trong cái sự khao khát của con người, của chúng sanh phàm phu, chúng ta thấy rằng là bị sự bị trói buộc, là bị sự trói buộc. Khi mà bị sự trói buộc như vậy đó thì khó dùng dãy, khó dùng dãy. Cho nên nó có nhiều cái hình thức lắm, và nó có nhiều cái hình thức lắm. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong 10 cái phiền não đó thì các bậc thánh, các ngài phải tận diệt, lần lượt các ngài phải tận diệt, tận diệt hoàn toàn, thì các ngài mới thật sự là được cái sự gọi là, khi đó ta gọi là cái tuệ giác hoàn toàn giải thoát đó. Như vậy thì ở đây cái sự khao khát nó khiến cho người ta có tồn tại. Sự khao khát khiến cho người ta có sự chất chứa, có sự chất chứa. Có sự khao khát khiến cho người ta có sự đầu tư. Và khi có chất chứa, có tồn tại, có đầu tư, thì người ta có sự hiện vào cuộc đời này. Và ở đây được ví như là một cái cuộc hành trình luân hồi sanh tử, bị lưới ma trói buộc. Cái thứ hai nữa đó, ở đây nói đến cái hình ảnh của một cái cô ái nữ thứ hai, tức là sự bất mãn, sự bất mãn. Cho nên chúng ta thấy cái bề trái của cái tâm tham của mình đó, đó là sự bất mãn, đó là cái sự không hài lòng. Cho nên là mình thường thường thấy một điều, đó là chúng tôi thấy rằng như thế này nè, người ta thường có những cái hy vọng gì nhiều quá thì người ta dễ dàng bị thất vọng. Người ta có một cái sự thương thích cái gì quá thì khi mà không được thì người ta sẽ sanh ra quá ra hận thù. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự bất mãn ấy, nó là một cái gì đó, và hoàn toàn là nó mặt trái của cái lòng tham của mình. Mặc dù đó là một pháp bất thiện, một phiền não, nhưng mà rồi đó thì khi mà chúng ta thấy một điều, đó là cái bất mãn này đó, nó không phải là đợi cho nó sâu sắc, không phải là lớn như cái điều gì mà chúng ta phản ứng từ lời nói hành động cho lớn lắm đâu. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta cảm thấy không hài lòng ở trong cái tâm trí, khi mà mình có chấp giữ một cái gì đó, chấp giữ một cái gì. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là cái câu kệ ngôn ở đây đó là nói rằng đạt, Đức Phật này nói rằng là đạt cứu cánh an tịnh, đã chiến thắng ma quân, khả ái không khả ái, khả ái à không khả ái, thiền một mình tịnh lạc, không cần bạn với ai, cũng chẳng màng. Là xin thưa quý vị là như thế này, cuộc đời đó thì nó có những cái điều như chúng ta là sống ở trong một cái nghĩa tương đối, trong một cuộc đời tương đối này. Nhưng mà đối với một cái người mà độc cư, đối với một cái người mà tịnh lạc đó, một bậc mà tịnh lạc đó, thì các bậc đó đã hoàn toàn an tịnh. An tịnh ở trong sự cám dỗ, hay là an tịnh trong sự thích, các ngài đều có cái sự an tịnh, không bao giờ có cái sự dao động. Đó là chỉ cho các cái bậc thánh, chỉ cho các bậc thánh. Cho nên chính Đức Phật á, ngài đã chiến thắng ma quân, những cái sự thử thách hay là sự cám dỗ của đối với lại là những phiền não đó, thì ngài đã vượt qua, tức là những cái điều đó nó không còn ràng buộc. Giống như một người mà vô nhiễm rồi thì không có một cái chất độc gì mà có thể nhiễm được đối với cái người đó. Thì cái người mà đã là không có bị nhiễm, gọi là miễn nhiễm đó, thì cái người đó họ không bao giờ bị nhiễm bất cứ một cái thứ gì. Thì cái sự bất mãn trong cuộc đời này đó, chúng ta thấy rằng cái tâm bất mãn hay cái tâm sân hận của một chúng sanh phàm phu á, nó là một cái sự thật, nó là một sự thật. Cho nên một khi đó là có những cái điều gì mà không hài lòng, không thích ý, không có ưa điều gì đó, thì chính cái điều đó nó khởi lên. Chúng ta thấy rằng nó là nhiều khi đó, trong cái cuộc tu này nè, cái người tu của mình á, nó cũng phải cần phải qua cái sự kham nhẫn rất là nhiều. Kham nhẫn rất là nhiều. Chúng ta biết rằng nó là
Cái sự kham nhẫn này đó, nó không phải là chỉ có kham nhẫn với mọi người chung quanh không, mà kham nhẫn với cả cái nội tâm của mình. Bởi vì cái phinh hướng của một người phàm phu á, là bị những cái sự chi phối của phiền não. Cho nên là tham sân si đầy dẫy, tham sân si thường dễ dàng dấy lên. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng phải biết tu tập, tức là mình phải biết như thế nào là đừng có chấp giữ. Mà nếu bảo là đừng có chấp giữ thì nó khó, nhưng mà mình phải tập cho mình là đừng có nên chấp giữ. Mình chấp giữ cái điều này phải, nó gọi là khả ái cả lạc, hay là điều này nó đẹp, nó tốt gì đó, thì chúng ta thơ thích, chúng ta thích thú, chúng ta miên man, chúng ta dính mắc, chúng ta bám chấp vô đó, thì cái đó nó cũng là sự ràng buộc. Cái thứ hai nữa là chúng ta bất mãn hay không hài lòng với một cái gì đó trong cái cuộc sống này, có những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm của mình nghĩ, mình nghĩ như thế này nè, nó phải chỗ ở nó phải như thế này, cái nơi này nó phải như thế kia, rồi người này phải như thế nọ, mà nó đâu có bao giờ như ý mình được. Mà cuộc sống này đó thì chúng ta thấy một điều đó là không bao giờ hài lòng, không bao giờ hài lòng. Bản chất của thế gian là không bao giờ hài lòng. Nếu mà ai bảo là hài lòng thì chỉ tội là tạm hài lòng, chứ bản chất của nó là khao khát. Cho nên là càng khao khát càng nhiều thì sự bất mãn càng nhiều, sự bất mãn càng nhiều. Cho nên á, mình vẫn tin tưởng một điều gì đó, nhưng cũng không phải đặt nhiều cái hy vọng, nhiều cái hy vọng. Và khi mà mình đặt nhiều cái hy vọng thì mình dễ dàng bị thất vọng. Và thất vọng và hy vọng là hai cái thứ mà chúng ta thấy nếu hiểu trong một góc cạnh nào đó chính là sự khao khát và bất mãn, sự khao khát và bất mãn. Cho nên đối với một bậc mà hoàn toàn giải thoát thì các ngài không có bị dính chấp trong cái điều đó, không có dính chấp gì đó. Ở đây đó chúng ta thấy trong cái kệ ngôn gọi là tỳ khu làm thế nào đã vượt năm bậc lưu lại cố vượt thứ sáu, làm sao để thiền định mà những thứ dục tưởng được điều phục chế ngự không chi phối vị ấy. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng gọi là năm cái sự phiền, năm cái phiền não, tức là cả cái phiền não của thân kiến, của nghi, của giới cấm thủ, của dục ái, của sân, vị ấy đã vượt qua. Tức là chỉ cho lần lượt các cái bậc thánh mà bị vị mà vượt qua năm cái hạ phần kiết sử, tức là chỉ cho bậc A Na Hàm, vị đó không còn bị sự chi phối của năm cái bộc lưu đó, năm cái phiền não trói buộc đó. Bây giờ đó là vị đó lần lượt vượt lên trên, tức là đoạn trừ được cái bộc lưu thứ sáu, tức là cái phiền não thứ vượt lên trên, không có bị ràng buộc. Chúng ta thấy rằng nó là càng trở thành những cái bậc thánh mà cao đó, thì cái mức độ phiền não nó càng vi tế hơn, càng vi tế hơn, và đòi hỏi cái tuệ giác của một cái vị hành giả đó, cần vượt qua đó thì rất là nhiều, cần phải tinh tế hơn để rồi thấu triệt, để rồi đoạn tận, để rồi dứt sạch những cái phiền não. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy đối với một bậc mà hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì ở đây chúng ta trở lại ở trong cuộc đời này đó, thì có khi đó mình tu tập thì cần phải thực hiện những cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống tu tập của chúng ta đó là cũng phải trải qua nhiều kiếp và nhiều kiếp, và mỗi một kiếp như vậy đó là chúng ta phải dung bồi cái công hạnh của mình, dung bồi cái công hạnh của mình. Và chúng ta càng dung bồi nhiều chừng nào, các cái công hạnh chừng nào, chúng ta càng dứt bỏ những sự ràng buộc chừng nào,
thì dòng luân hồi chúng ta nó ngắn lại bấy nhiêu. Còn nếu chúng ta chưa dứt bỏ, chúng ta không có vun bồi những cái công đức tu tập của chính mình, thì cái đời sống luân hồi của mình nó càng có kéo dài lên thêm, nó vẫn còn có cái kéo dài, nó không có cái kết thúc, không có cái ngắn gọn của nó. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói rằng đó là khi mà nói đến cái sự bất mãn của nội tâm, tức là chỉ cho cái lòng sân hận, lòng bực bội, lòng khó chịu, không hài lòng đối với cái nội tâm, có nhiều thứ lắm quý vị, nó nhiều thứ lắm. Cho nên rằng là khi nào mà tâm mà vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc, mà quý vị thấy rằng ở đây đó là khi mà mình tu tập nó có những cái sự ràng buộc, rồi khi mà mình biết như vậy thì mình cứ tháo gỡ từ từ và tự mình suy gẫm, mình cố gắng để mà mình dứt bỏ. Không phải là một ngày một bữa mà chúng ta dứt bỏ được, mà chúng ta phải lần lượt loại bỏ từ từ, dứt bỏ từ từ. Có dứt bỏ được cái nhỏ thì chúng ta mới dứt bỏ được cái lớn, dứt bỏ được những cái ràng buộc nho nhỏ thì chúng ta mới có thể dứt bỏ được cái sự ràng buộc lớn. Và lần lượt như vậy, có cái quyết tâm để dứt bỏ thì cái sự dứt bỏ đó nó mới có cái hiệu quả cho cái đời sống tu tập của chính mình. Như vậy thì ở đây đó, khi nói đến một ma nữ thứ ba, tức là nói đến cái dục tham trong cuộc đời này, cho nên là ở đây đó quý vị thấy rằng người ta có nói một cái câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tức là nói ở đây nói một cái điều đó là dễ dàng bị sự ràng buộc, ràng buộc của cái đối tượng đó là đối tượng nữ nhân, đối tượng đó là khác giới, vân vân và vân vân. Như vậy thì khi mà mình nói buộc một cái gì đó, giống như chúng tôi nhớ rằng là khi mà mình tu trong cuộc đời này thì có những cái thử thách, rồi có những cái mà nó nhiều thứ ở trong cuộc đời này, và đòi hỏi chúng ta mỗi một bước đi trong cái đường tu là cần có cái tỉnh táo, cần có cái sự tỉnh táo. Và khi mà mình có được cái sự tỉnh táo thì mình mới nhận chân được là điều gì mình đáng làm, đáng suy nghĩ hay là đáng nói thì mình nên nói, đáng làm thì mình nên làm, còn đáng suy nghĩ thì mình nên suy nghĩ. Thì khi mà mình biết như vậy đó là mình tự khéo được cho chính mình trong cái đời sống tu tập. Và khi mà mình có cái sự tu tập như vậy đó thì vượt qua cái sự ràng buộc ở đây đó, tức là chỉ cho những cái phiền não từ ở nội tâm. Cái hình ảnh của ba cô ma nữ đó là chỉ nói lên cái sự quyến rũ thôi, chứ sự thật ra đây là phiền não từ nội tâm. Mà nội tâm từ cái đặc tính của ba cái loại phiền não, từ cái khao khát, cái bất mãn, từ cái tham dục trong cuộc đời này mà đòi hỏi một cái vị hành giả tu tập cần phải vượt qua. Và đối với Đức Phật thì Ngài đã hoàn toàn vượt qua, cho nên là Ngài không có một chút sao động, giống như là một người bị miễn nhiễm. Cho nên khi mà được miễn nhiễm như vậy thì không có một cái thứ độc gì mà có thể là gây độc đến cho Ngài. Dù là chúng ta thấy trước đó đó, ma vương đã biến nhiều ma quân, nhiều hình thù rất là hung tợn, rất là quái dị, để cho Đức Phật phải khiếp sợ, để cho Đức Phật phải run sợ. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng không bao giờ khiếp sợ, run sợ trước một cái hình ảnh mà rất là ghê tởm như vậy. Rồi sau cùng thì ba cô ma nữ đã nhiều cách để quyến rũ, từ ở cái hình ảnh của một thiếu nữ, hình ảnh của một thiếu phụ trẻ và một hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, qua những cái hình đó để rồi những cái sự thử thách từ nội tâm, cái phiền não
Nói chung á, là khi nào còn cái sự dính mắc, còn cái sự ràng buộc, thì khi đó là còn bị sanh tử luân hồi. Và ở đây đó là chúng ta thấy rằng là đường tu á, là vượt qua, mà Đức Phật á, là một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát. Khi mà vắng lặng giữa cuộc đời này, giống như chúng ta nghe cái câu chuyện nói rằng là Ngài, có một người nói hỏi Ngài rằng là vì sao mà Ngài không buồn cũng không vui đó. Thì Ngài mới trả lời là ta hy vọng gì, hay là ta mong mỏi gì, hay là ta ước vọng gì đó, để được vui hay là được buồn ở đó. Chúng ta đó, với một cái người phàm phu, thì thường có những cái mong ước, có những sự khao khát, có những sự khó chịu, bất mãn. Thì từ đó cho nên là chúng ta có những cái trạng thái từ nội tâm buồn, vui. Dù là đâu cũng vậy. Có những người đó là dù ở đâu cũng vậy. Ở cái, không phải thường thường người ta nói là ở cái chỗ nào vắng vẻ mới là buồn. Không, cái đó nó cũng chỉ là một khía cạnh thôi. Nhưng mà khi mà một người đã buồn, không hài lòng rồi đó, thì dù là không ai làm họ, họ cũng buồn. Và dù mà có mọi người chung quanh, họ rất là đông đảo, rất là quyên náo, rất là tấp nập, nhưng mà họ vẫn buồn, vẫn buồn. Rồi một người mà khi mà mình buồn vui bị chi phối của những cái cảnh đần ở bên ngoài đó, thì chúng ta thường có những cái biểu hiện mà trong cuộc đời này khó ngăn chặn được những cái sự buồn vui đó. Và khi mà mình biết được cái sanh tử luân hồi thì người đó mới lập nguyện tu tập để vượt lên lên trên những cái sự ràng buộc. Mà muốn vượt lên trên những cái sự ràng buộc đó là chỉ cho các cái bậc thánh bạn, thánh giả. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng khi nói đến những cái sự thử thách trong cuộc đời này thì đòi hỏi cái người tu đó, mình là gọi là tạm gọi là tu theo Phật, tu theo Phật. Mình tu theo Phật á, là mình phải từ cái hình ảnh của Đức Phật, từ hình ảnh của các bậc thánh giả, thì mình phải thấy rằng cái pháp nào mà chúng ta cần phải thực hành để đi đến cái chữ luân hồi, hoặc là đi đến cái sự an lạc từ nội tâm, không có bị cái sự chi giới, ma giới. Mà ở đây chúng ta nói rằng cái sự phong tỏa từ ở nơi ma giới, nhiều cái để gọi là thử thách, chướng ngại, rồi trở ngại, làm cho chúng ta phải dây quẩn ở trong cái đời sống lẫn luân hồi sanh tử là như vậy. Thì chúng tôi xin được có cái ý chia sẻ qua cái bài học hôm nay, mặc dù là có nhiều cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học này rất nhiều, nhưng chúng tôi trình bày bấy nhiêu. Để thời gian còn lại đó thì Chư Tôn Đức sẽ bàn thảo luận để đại chúng chúng ta được lợi ích thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui. Tiên khóa Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính thưa thưa tòa thưa sư, thưa tòa pháp tân với pháp thuật rồi. Hòa thượng thưa sư, có biết hòa thượng có ở trước quán và có nghe được không? Nếu hòa thượng thưa sư có thể được xin trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi hòa thượng thưa sư có mặt ở trước quán và nghe được không? Có lẽ là chúng ta dạ thấy hòa thượng tự siêu rồi. Trước khi hỏi hòa thượng tự siêu thì cũng xin thành thật xin lỗi Chư Tôn Đức và quý đạo hữu là vào buổi tối đó, khi mà soạn bài này thì lại cũng hơi mệt. Hôm qua là ở chùa có làm việc công việc đổ xi măng, thành ra cũng chạy ra chạy vô có nhiều việc, nên cũng hơi mệt. Thành ra có một sự sơ sót rất là đáng tiếc đó, là trong cái bản sớ giải đó thì có ghi về
6 cái bột lưu. Và yeah. 5 bột lưu đầu tiên là cái bột lưu mà đi ngang qua nhãn môn, dĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân mục. Nhưng mà cái dòng lũ số 6 đó là cái bột lưu xuyên qua, tức là cái dòng lũ xuyên qua ý môn. Thì mình còn tiện tệ xíu, không biết là tại sao mà ở trong nhiều đoạn kinh đó, thì mình thấy rằng cái chi phối của năm dục trưởng dưỡng nó rất lớn. Yeah, rất nhiều trưởng dưỡng, tức là qua nhãn môn, dĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là chúng ta nói sắc kinh cái bị sụp đó. Nhưng mà khi mà mình nói về các cái kiết sử đó, thì cái dục ái thì nó thuộc về hạ phần kiết sử, nó không lớn. Thì Hòa Thượng có thể giải thích là đối với cái nhìn mà chính xác theo Phật học thì cái chi phối của năm dục trưởng dưỡng nó có thực sự là lớn lớn không? Ví dụ Đức Phật nói rằng Như Lai không có thấy một cái sắc thinh khí vị xúc nào mà nó chi phối người nam giống như sắc thinh khí vị xúc người nữ, hay sắc thinh khí vị xúc người nữ chi phối người nam chẳng hạn. Thì dựa trên những gì mà chúng ta học trong Phật pháp thì năm dục trưởng dưỡng á, cái sức chi phối nó có thực sự là lớn mà để cho chúng ta nói rằng đó là một cái lực rất lớn, như là ba con gái của ác ma mà nghĩ rằng đây là một cái sức mạnh vô song. Cái tỉnh Hòa Thượng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, về cái chiều kích đó, thì sắc thân khí vị xúc nó tác động trực tiếp đối với tâm ái dục. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái tính chất đó, thì cái thực chất đó, thì cái ái mà ái ngủ ngầm ở bên trong nó còn chi phối chúng sanh còn mạnh hơn nữa. Và nó bắt nguồn từ cái sự chi phối do hữu ái phi hữu ái nên nó phát sinh ra dục ái. Một vị hữu học, một vị tu đạo quần thì cái dục ái, cái sự tham đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì còn, nhưng mà cái sự chi phối đó nó không đủ để làm cho tâm bị sa đọa. Rơi vào ác thú đọa xứ. Cái sự không đủ làm cho vị này phạm vào những cái nghịch đại tội và không thể làm đó, vì để trở thành một
người tệ hại, một chúng sanh tệ hại. Vì sao vậy? Bởi vì vị này đã diệt trừ được kiến hoài nghi vị giới cấm thủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà ái mà đồng sanh với tà kiến thì cái ái đó nó mới thật sự là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn là nếu mà ái chi phối bởi tham sân si bình thường, bởi sắc thinh khi vị xúc bình thường. Cho nên ở đây chúng ta có một cái thí dụ khi mà những cái món ăn ngon á, nó hấp dẫn, nó lôi người ta đồng ý, là những cái món ăn ngon đó, nó có thể chi phối con người nó khổ vì miếng ăn. Tranh ăn, giành ăn, tham ăn, phàm ăn. Nhưng mà vật thực mà bị chi phối đó, kể ra cũng lớn. Thế nhưng nó không có sự tác hại bằng khi một cái cơ thể yếu ớt, thiếu đề kháng, rồi ăn trúng nhầm những cái thực phẩm mình nó có mang tính độc, sẽ làm cho cơ thể của người này bị bệnh tật hoành hành. Cho nên ở đây chúng tôi phải hiểu rằng là trước tiên là Đức Phật Ngài nói đến cái sức chi phối của năm dục tưởng dưỡng, tức là sắc đẹp tướng hay, mùi thơm vị ngô xúc lạc. Nó có thể chi phối mạnh mẽ đến chúng sinh có dục giới. Nhưng mà nếu xét cho cùng thì cái sự chi phối của hữu ái và phi hữu ái và dẫn chúng sinh đến những cái cảnh giới tái sanh đâu, thì cái ái đó đó nó mạnh mẽ hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó nguy hiểm hơn. Ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy. Ô thúc lục căn có chánh niệm tỉnh giác khi thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, lại để chặn đứng tham ưu nó sanh khởi do thấy nghe ngửi nếm đụng. Nhưng mà gọi là để diệt trừ ái, khắc ái hoàn toàn, là phải nhổ tận gốc của vô minh. Bởi vì vô minh si nó đồng sanh với ái, và vô minh và ái đó phải được đuổi trừ bởi cái sự tu tập ở tùy quán, vô thường, quán khổ não, quán vô ngã. Đối với các pháp hữu vi, quán vô thường, khổ não, vô ngã và tùy quán bất tịnh, bốn cái pháp Anicca, Upasana,
Dukkha Nupassana, Anatta Nupassana, Asupa Nupassana. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ chi phối bởi năm cảnh dục ngoại trừ, thì chỉ cần có thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác đủ rồi. Nhưng mà gọi là để triệt tiêu cái nguy hiểm đó, thì phải triệt tiêu tận gốc từ nơi vô minh và ái bằng cái sự nỗ lực tu tập, cái pháp tuyển quán tầm tướng. Cho nên chúng ta thấy cái sự chi phối đó mới thật sự là lớn lao. Cái sự chi phối đó mới thật sự là lớn lao. Một khác là chúng ta nói như thế này. Đối với dục ái, đối với các dục thì khi mà đạt được thiền định sắc giới, đạt được sơ thiền một trạng thái ỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Ly dục đó thì mình đạt đến được rồi, nhưng mà gọi là để diệt ái đó, tức là diệt cái gốc của dục ái, hữu ái phi hữu ái, thì phải là diệt được. Nếu mà diệt được dục ái đó hoàn toàn thì rất dễ là phải là bậc A-la-hán, đạt đến tầm đạo tam bản. Còn nếu mà diệt sắc ái và vô sắc ái thì phải đến trình độ của bậc tứ đạo tứ quả, tức là bậc A-la-hán. Cho nên khi mà chúng ta phân tích theo cái chi pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái trường hợp dục trưởng dưỡng có thật sự chi phối mẽ lớn lao so với những chi phối khác không. Thì khi chúng vị ngồi lại phân tích thì chúng ta sẽ thấy rõ. Một người họ tu thiền, họ chỉ tập trung chánh niệm, chánh định. Khi mà năm chi thiền sanh khởi thì họ có thể họ đè nén được các cái dục, tham dục, các dục. Nhưng mà không phải dễ gì để mà diệt được tận gốc của các tham ái đấy. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 1, thảo luận số 1 mà chúng tôi Hòa Thượng Giáo Tẳng nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sa Tú, kính thưa Hòa Thượng Tuệ Siêu. Bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu, nhưng Hòa Thượng đang có mặt trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ giải thích một chữ thôi, rồi sau đó tỉnh Hòa Thượng đi nghĩ là đó là chữ ca giác. Chữ ca giác thường thường chúng ta là thân, nhưng mà rõ ràng ở trong kinh điển thì xài rất nhiều nghĩa. Ví dụ như chúng ta nói là tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm, chúng ta nói về một cái là thức quẩn, rồi một cái là thọ tưởng hành thức. Và như ở tại đây Đức Phật Ngài dạy về bát sát tha ca giác, tức là cái thân thì thân tịnh, dạ thân tịnh, tân thân tịnh, hay là ở đây chỉ là tâm giải thoát. Trong khi đó thì tâm khéo giải thoát thì chỉ cho tuệ giác. Thì bên khoa thực cái qua những cái gặp tiếp xúc về chữ ca giá, tìm thấy ca giá trong cái khi bị dịch thuật ấy, thì thầy giải thích chữ ca giá nên hiểu như thế nào cho chính xác không, kính thỉnh khoa thực.
linh hồn của thầy ở kính bạch chưa tôn đức kính thượng. Cái chữ khai giá được xài trong nhiều cái ngữ cảnh và do đó mỗi một ngữ cảnh sẽ có một cái ý nghĩa khác. Trước nhất chữ khai giá khi mà xài trong cái nghĩa gọi là ca giới canh thác, tức là thân phược, bốn cái thân phược như là Abhicca ca giới canh thác, tha mái thân phược, hay là Japada ca giới canh thác là sân thân phược. Hay là giới cấm thân phược Silapata ca giới canh thác, thứ được cho thân phược ý đằng sạch cha phí đề số ca giới canh thác. Thì cái chữ thân phược ở đây đó, chữ thân trong trường hợp này phải hiểu là nama kaya là thân danh và rupa kaya là thân sắc. Thân sắc chỉ cho cái thân tứ đại niệm, còn ở thân danh là để chỉ cho bốn dinh quẩn thọ tưởng hành thức. Đúng là một nghĩa. Khi chúng ta nói đến chữ thân mà ở trong cái chữ sở tịnh hảo bí hành đó, như là kaya vasati chitta vasati cetasika tịnh thân tịnh tâm kaya lokta chết ta lâu ta kinh thân kinh tâm cà gia bố đô ta chết ta bố đô ta dù thân dù tâm cà gia cầm mây nhà ta chết ta cầm mây nhà ta thích thân thích tâm cà gia ba vui nhà ta chết ta vui nhà ta thuận thân thuận tâm cà dư chú cà ta chích tu chúc ta là chánh thân chánh tâm. Thì chữ chánh thân chánh tâm hay là thuần thân thuần tâm mà chúng ta vừa nêu ra đó, thì chữ ở đây một cặp tâm sở này, chữ chích tá là chỉ cho thức quẩn, ở đây chỉ cho thức quẩn. Còn chữ ca giá trong này đó, tịnh thân, thân, thích thân, thuần thân, chánh thân, cái đó là chỉ cho ba cái quẩn tâm sở là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta xài tùy theo, chúng ta xài tùy theo chỗ mà chúng ta xài, chúng ta lấy nghĩa. Cho nên trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây nếu như ở trong cái
bài kinh này mà có dùng đến đó, tôi nghĩ rằng ở đây là để chỉ cho cái thân giác, để chỉ cho tứ tình quẩn. Pasatakayu là thân tịnh, Suvibhuta Chitto tức là tâm giải thoát. Thì cái chữ thân tịnh trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là để chỉ chung cho bốn tình quẩn. Nhưng mà khi nói đến cái tâm giải thoát đó, là để chỉ cho cái tâm siêu thế, tâm đạo tổng quả, nhất là đạo tứ đạo tứ quả. Vì khi chúng ta nói đến khía cạnh an tịnh, khía cạnh khinh an của trên pháp, thì chúng ta dùng cái từ ca giác. Nhưng khi chúng ta nói đến cái sự giải thoát thì cũng là bốn danh quẩn. Nhưng trong trường hợp này, bốn danh quẩn đó được mệnh danh là tâm, tâm chích ba đá, tâm sanh, tâm tâm giải thoát, chỉ cho tâm siêu thế thứ tư, tâm sự thế thứ tư. Thật ra thì đối với Phật pháp và những cái thuật ngữ được dùng xài trong Phật pháp, quý vị, đối với chư tăng thì phải hiểu tưởng tượng những cái thuật ngữ để giải thích cho các Phật tử nghe. Nhưng mà các Phật tử chúng ta thì chúng ta không cần phải biết tận tường cái cuộc đường như thế nào, chúng cần phải biết dưới chiều quý vị cảm thấy nó khó hiểu, nó khó nhớ, cho nên ở đây giải thích là giải thích như vậy. Nhưng mà các Phật tử chúng ta nhớ được, nhớ nhớ không được thì thôi, chúng ta chỉ nhớ cái tổng quát như thế này. Trong cái bài kệ mà Đức Phật Ngài đã nói, trong cái bài kệ mà Đức Phật đã nói chuyện với Ma Nữ, đối với Thác Ma Nữ, Ngài dùng chữ Pasatakayo và Suvibhutakayo, cái chữ Chitta và cái chữ Kaya trong trường hợp này cũng không có gì là khó hiểu chúng ta. Nhưng mà chắc chắn là cái chữ Pasatakayo trong trường hợp này là không nên nói cái đó là Rupakayo, tức là không phải là thân xác, mà là thân danh. Người ta hiểu đúng là những câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 và thượng giáo đẳng Vịnh Nhiêu. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ kính trình hòa thượng Tề Sư, để thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ lo. Thượng tọa Tề Nguyệt ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tề Nguyệt nghe được, dạ.
Thưa Tòa Tự Quyền, dựa trên cái kinh nghiệm trong đời tu tập của Thưa Tòa Tự Quyền, thì giữa cái thuận và cái nghịch, giữa cái bất như ý và cái khả ý khả lạc, giữa cái mà mình cảm thấy hạnh phúc và cái cảm thấy khó khăn á, thì có phải chăng người ta nói cái sự cám dỗ quyến rũ á, nó nguy hiểm đối với đời sống tu tập mình hơn là những cái chứng duyên, những trở ngại, có phải như vậy không? Xin hình ý kiến của Thượng Tọa Thiện Nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Ca, dạ, dạ, con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu của Thượng Nhất Hẳn, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tiên, Đại Đức Tự Đức Sư Minh Tâm, cùng Chư Tăng, kính chào đến với từng người cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì có thể nói rằng trong cái bước đường tu tập, cái sự cám dỗ đó chính là một cái thử thách hết sức là lớn. Và có nói những cái chướng duyên, những cái nghịch duyên gì thì có nó có cái được phát ở trong một giai đoạn. Trong một giai đoạn nào đó của cái đời sống tu. Nhưng phải nói rằng, nếu như nói rằng để một cái sự mệt mỏi nhất đó chính là cái sự cám dỗ. Cái sự cám dỗ đó nó được trải qua với từng giai đoạn. Đến khi nó kết thúc cái giai đoạn đó, mà nếu chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó thì nó có một cái cám dỗ khác. Đây nó rất là nhiều thứ, chứ không có gì riêng một cái chuyện như là chúng ta nghĩ là cái sắc dục hay là cái chuyện đối với khác phái, mà nó lại là nhiều cái sự cám dỗ khác nữa. Và có thể nó đe dọa đến cái đời sống tu rất là nhiều. Mà mỗi một vị tu sĩ, nếu như đã đi qua với một thời gian dài ở trong cái đời sống tu, thì chắc chắn phải vượt qua những nghịch duyên là chắc chắn rồi, và vượt qua những phải trải qua những cái cám dỗ lớn nhỏ. Mà đó cũng chính là một cái sự thử, đó cũng là một sự thử sức, đó cũng chính là một cái khả năng của mọi người. Mà tất cả điều đó nó không phải định vị trên một cái thời gian của tất cả chúng ta được cái này mất cái kia, mà đó chính là cũng như cái sự thử sức mà tất cả chúng phải bị thôi. Nó có những lúc có sự cám dỗ nó mang tính ngoại giới, nó khách quan tác động, nhưng có những cái nó vừa tác động giữa khách quan lẫn chủ quan. Đây là sự thật. Mà cái điều đó nó mới khó vượt qua. Nếu như chúng ta bị cám dỗ một cách khách quan, một cách tác động trực tiếp, mà chúng ta là người bị động, thì có thể trị thương, có thể phòng chắn. Chứ nếu như mà chấp vào, chúng ta không có đủ khả năng miễn nhiễm, là chúng ta bị bệnh ngay. Khi chúng ta bị bệnh thì vừa phải điều trị để cho chúng ta không có bị nhiễm, và cũng như chúng ta vừa để trị cho nó hết, thì cái điều này nó cũng khó. Có cái cách điều trị đó thì nó tùy theo cái khả năng, tùy theo cái duyên tu của mọi người, tùy theo cái nguyện vọng, ý chí thôi. Chứ cũng không dám nói là rồi nó như thế, cái phải qua trải qua nhiều cái sự thử sức. Bởi vì cái sự cám dỗ này, khi cái sự cám dỗ đó nó hiện khởi, đó tác động, mà khi mà tham ái khởi sinh lên, nó không phải là cái nhân hiện tại, không chỉ cái nhân hiện tại, cái tham ái mà nó ngủ ngầm, cả hai nó phối hợp, cái quả quá khứ chúng ta đã gieo và cái nhân ngay trong hiện tại này là bỏ tay, cái đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì mỗi con người chúng ta từng là những con người
hết sức là thân thương, từ là những người chí tình chí cốt, từng là những người vợ, những người chồng, những người cha, những người mẹ, những người con, với đủ giai tầng. Nếu chúng ta nghĩ đến cái chuyện luân hồi thì chúng ta đều đã gặp nhau trong cái vui, trong cái buồn, và cũng như là trong cái giai tầng ở cuộc đời này chúng ta đều gặp. Mà nếu như đầy đủ cái duyên khởi thì nó khởi lên, và cũng như thế nó không còn đủ, nó tức là nó đã hết, nó đã phai đi, nó mất đi một chất liệu, nó thiếu cái chất liệu yêu thương, một chất liệu của tham ái, thì chắc chắn chúng ta, hay là chất liệu của nhân quả, thì chúng ta phải rời xa, chúng ta phải chia tay. Đó là sự thật. Mà là một chúng sinh, nếu chúng ta có cái tu tập đó, thì nếu như thất bại ở cám dỗ này thì chúng ta phải chặn đường cái cám dỗ khác, và chúng ta phải điều trị phục hồi lại. Nếu nói về phàm phu, chứ nếu những vấn đề mà phải nói cái sự tu, cái đời sống tu tập này, những cái chuyện mà quý vị biết là được thua mất còn, hay là những cái vừa lòng hay không vừa lòng, nó chỉ là những cái khó khăn hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng phải nói rằng cái sự cám dỗ nó chính là một điều mà chúng ta không phải thể nói bằng cái lời được, mà cái đó phải nói rằng do cái ý chí, ý niệm tu hành, cái nguyện vọng, cái tâm lý xuất gia và cái duyên đối với cái sự tu trì của mình. Chứ còn nếu như không thì chúng ta sẽ dễ chào thua trước cuộc tu trong cuộc đời này. Nó là như thế. Bởi vì khi chúng ta chào thua trước nó rất là dễ. Chúng ta chỉ xuôi theo dòng nước là chúng ta đã xong. Nhưng chúng ta phải không đi lội ngược dòng nước, thì chúng ta phải đứng lại. Đứng lại để cho cơn thác nó đi qua. Cái cơn bão nó đi qua. Và chúng ta mới có thể thoát khỏi được. Thì Kinh Bạch Hòa Thượng có nói trên, đó cũng như chính là một cái tâm tình của chính tự mình, của tất cả là như thế. Chứ còn nếu như trường hợp mà nếu như chúng ta có đủ khả năng mà chúng ta bơi ngược dòng sông, bơi ngược dòng thác, và chúng ta đã đạt được đỉnh, chúng ta đã đạt được, đã vượt qua cái dòng thác lũ đó, thì thật là xa thú lành thai. Còn nếu như mà chúng ta không vượt đến được, thì nhất chúng ta cũng phải giữ lại, níu lại, kiềm lại, thì cái điều này đến của chính con, thì đó mới là một vấn đề. Cái sự nguy hiểm và cái sự chào thua và cái sự kết thúc, hay sự thuận theo cái tâm ý của ác ma, thì nó là một chuyện lại càng khác nữa. Quả thật ngày hôm nay thì chúng ta nói đứng trên cái nhìn của ác ma, chứ chưa thật thật sự luôn cái ma tâm ma lòng của mình, mà cái đó mà chúng ta gọi là cái dục tiềm niên, cái anusaya mà nó ngủ ngầm trong chính chúng ta, cũng đã là một mệt mỏi rồi, chứ đừng nói chi là một cái ngoại nhân, một cái sự tác động của ngoại cảnh, hay là của một người khác, của một người, thì nó là một điều nguy hiểm càng, rất 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 là nguy hiểm. Thì cái Bạch Hòa Thượng đây chính là cái ý nghĩa của chính con là như vậy. Nếu như có điều gì mà cần bổ túc thì kính cung kính ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ kính chừng thư tọa tự quyền với câu thảo luận vừa rồi. Bạch thư tọa Hợp Tân, thư tọa có nghe được không? Nếu thư tọa Hợp Tân đang ở trước máy. Dạ. Dạ. Thư tọa Hợp Tân ở trong bài kinh nghiệm hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng những con gái của ác ma đó, là biến nhiều cái thân tướng khác nhau,
hình thức khác nhau. Thiếu nữ từ còn trẻ cho đến lớn tuổi trung niên chẳng hạn, thì như vậy phải chăng là đối với sự tu tập đó, thì nó có những đề mục thích hợp với người này mà không thích hợp người kia. Thì theo giáo pháp tôi nghĩ là trong ái dục á, thì cái cảnh á, tuy rằng mình nói sắc thinh cái vị xúc, nhưng mà nó lại có cái sự khác biệt giữa cách thích của người này cách thích người kia, có phải như vậy không? Tức là cũng trời sắc, cũng trời thinh khí vị xúc, thích sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà mỗi người có cái kiểu thích khác nhau, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh thì tòa pháp thân Quan Hỷ nói rõ về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Tam Bảo, Minh Lễ và Thượng Nhân Đăng, và tự nguyện tự trì được từ đức sư thần cũng chịu đăng chẳng cũng mới và chỉ chào với thiện năng. Theo con nghĩ rằng ở đây đó thì cái đối tượng là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, là cái để cho cái các cái giác quan, tức là năm cái sáu cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc. Cho nên cái đó nó cũng là một cái sự cuốn hút hết, năm cái đó nó cũng đều là sự cuốn hút. Nhưng mà theo con nghĩ rằng với cái tình huống của chúng sanh thì nó đa dạng, đa dạng. Thì tuy rằng sáu cảnh nó cũng là cái sự cuốn hút hết, chúng sanh cũng đều là có thể là vì cái các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thì thường có sự bị đắm nhiễm. Nhưng mà có người thì đắm nhiễm cái này nó nặng hơn cái kia. Có người con thấy rằng là việc ăn uống nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà lại cái việc ngủ nghỉ phải là quan trọng. Mà ngược lại, có người thì cái việc ăn uống ngủ nghỉ cũng không quan trọng, nhưng mà chủ yếu làm sao rồi quần áo phải bóng loáng, rồi quần áo phải màu sắc, phải kiểu cọ, phải mốt này mốt nọ, thì hoặc là có khi thì mình thì thích nhắm, có người thì thích nhắm cái này rất là nhiều, rồi có người thì thích nghe nhạc, nghe cái gì đó rất là hay, rất là du dương. Có người thì thích cái mùi nước thơm này, hay hoặc là có người thì thích cái sự đụng chạm này hoặc đụng chạm nọ. Thì nói chung cái sự thích thì ai cũng thích, nhưng mà có khi thì họ nặng cái này và họ nặng được cái khác. Vâng, vâng. Giống như con nhớ ở trong cái việc cái kinh hướng tu tập của mình, thì trong Thanh Tịnh Đạo nói đến sáu cái cơ tánh của mỗi người đó, từ tính tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tầm, tâm tính, tâm giác đấy. Thì mỗi cái căn tánh thì nó phải thích hợp một cái đề mục, đề mục, và cái cơ tánh nó thích hợp với cái đề mục đó. Thì cái người tu tập cũng vậy, thì do họ là cái cơ tánh như vậy cho nên là họ phải tu tập cái đề mục đó như vậy, thì họ có kết quả hơn, có cái kết quả hơn. Thì con nghĩ rằng chúng sanh thì đa tánh, và mỗi một cái sự dục nhiễm của chúng sanh thì mỗi người có cái sự dục nhiễm nó khác nhau. Mặc dù là sáu cái trần cảnh nó cũng là sự cuốn hút hết, nhưng mà rồi thì có người nặng cái này hoặc là có người nặng cái kia, và do đó thì cái khuynh hướng nó tạo nên cái sự khác. Rồi cái việc mà tu tập của mỗi người tự chọn cho mình cái đề mục, giống như là trong Thanh Tịnh Đạo nói là sáu cái cơ tánh đó, từ tâm tầm, tâm tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính tính, rồi tính giác, thì mỗi một cái tâm hợp cho cái đề mục. Cho nên nếu như một người mà có cái niềm tin mạnh thì họ lại tu tập cái đề mục gì đó hướng đến cái đức tin, hoặc là cái người có một cái tinh hướng trí tuệ nhạy bén thì họ phải tu tập cái đề mục để cho họ dễ có cái sự nhạy bén ở trong cái sự
chánh niệm tự giác của họ, để tuệ giác của họ dễ dàng sanh khởi. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên rằng là dục nó luôn luôn là sự cố cuốn hút, mà làm cho chúng sanh bị đắm nhiễm. Nhưng mà mỗi người thì nó có nặng một vài cái căn khác nhau, giống như cái trầm cảnh khác nhau. Thì giống như con nói khi nãy, thì có người nặng về ăn, có người nặng về ngủ, người thì không nặng về ăn về ngủ, nhưng mà lại là nặng về cái việc mà ăn, cái mặt của mình. Rồi có người thì nặng cái này hoặc là nặng cái khác. Thì con nghĩ rằng cái sở thích của mỗi cá nhân đó là cái phương hướng. Và cái phương hướng giống như là nó cũng là một trong những cái gì đó mà mình đã có tôi luyện, có cái quân tập từ nhiều kiếp. Nhiều kiếp. Cho nên là nếu mà nó trở thành là cái nhiều kiếp rồi thì mình cần phải cái chọn cái sự thích hợp đó. Giống như bây giờ mình tu tập cũng vậy. Con nghĩ rằng giống như Phật dạy rằng là mình có tiếp xúc với trần cảnh thì mình chỉ biết là mình tiếp xúc thôi, chứ đừng có nên là đắm nhiễm, đừng nên đắm nhiễm. Thấy gì cần phải suy xét, cần phải quán chiếu các cái mắt thấy, thấy chỉ là thấy, tai nghe cũng chỉ là nghe, ngửi cũng chỉ là ngửi, xúc chạm cũng chỉ là xúc chạm, ăn nếm cũng chỉ là sự nếm thôi, chứ mình đừng có để cái đắm nhiễm. Mà nếu mà mình để cái sự đắm nhiễm đó lâu ngày chạy tháng, hoặc nói một cách khác đó là mình nó đã quân tập từ nhiều kiếp rồi đó, thì nó trở thành cái cơ tánh của mình. Và cái cơ tánh đó thì nó có khi là đắm thế này, có khi thì đắm nhiễm như thế nọ. Thì cái đắm nhiễm nó có cái cơ của mỗi người, và cái mỗi người đó thì cần có một cái sự thích ứng. Giống như trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện của một cái người mà thợ quá khứ thường làm kim vàng, thường cái làm cái thợ bạc, cái thợ kim vàng, tức là chuyên làm ra những cái nghề nữ trang, những cái đồ nữ trang. Nhưng mà rồi đó, thì đến khi mà cho cái đề mục bất tịnh, thì thầy cho một cái đề mục bất tịnh, thì đã tu hoài cũng không có thể nào mà thành tựu được. Sau đó thì Phật mới hiểu rõ được cái căn tánh đó. Vì do cái căn tánh đó thì Phật mới cho cái đề mục, có thể là đề mục hoàn chỉnh, đề mục gì đó đẹp đẽ, do cái sự tiếp xúc, cái chứng kiến, hay gọi là sự quân tập trong thời quá khứ đã từng là thợ kim hoàng, chứng kiến những cái món nữ trang của mình thường làm nó đẹp, nó óng ánh, nó long lanh, nó sau đó mà bây giờ là khi cần có cái đề mục nó thích hợp như vậy, thì vị đó nó có thể dễ dàng thành tựu trong cái dịch tu tập của mình. Cho nên con nghĩ rằng cái đối với ngũ trần thì cái tâm mình hướng đến đó, mình bị trói buộc ở trong cái cảnh nào, mặc dù là sáu trần cảnh nó đều là sự cuốn hút hết, nhưng mà rồi mỗi người có một cái sự cuốn hút khác cao, có cái nặng cái nhẹ cái kia, có khi nhẹ năm cái nhưng có nặng một cái, có khi nhẹ ba cái nhưng mà còn hai cái khác cũng còn nặng. Thì ở đây là cái ý kiến của con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con thỉnh Hòa Thượng trở lại. Kính thưa Thầy Tòa Pháp Tân với câu trả lời vừa rồi. Thưa quý Phật tử, tiếp theo thì chúng tôi xin được cùng với để có thêm một vài cái suy tư trong, và trước khi đi vào điều này chúng tôi thưa rằng đây là cái tuần lễ thứ 5 sau cùng thành đạo.
Ngài ngồi ở dưới khỏi cây đa, của gốc cây đa của những người chăn dê, tức là họ hãy tập trung về đây đó. Và Đức Phật Ngài đã nói lên một vài cái áo nghĩa rất là quan trọng của giáo pháp, nhưng mà không thể gọi là chứng pháp luôn. Mặc dù những điều này đó là đã trước khi Đức Thế Tôn chứng pháp luôn nhiều ngày, những bài pháp là do Đức Phật dạy. Dạ, xin lỗi quý thứ lời thứ bảy là cũng có một vài công việc quan trọng. Nên trong bài kinh này có một cái đoạn đối thoại rất là mang rất nhiều ý nghĩa, rất là đặc biệt. Khi mà một cái một trong ba ma nữ, dạ, một trong ba ma nữ đã nói với Đức Thế Tôn, tức là Arati, tuy là nói nhưng mà như một câu cái câu hỏi đạo vậy đó, dạ, như một câu hỏi đạo đó, là một cái vị tỳ khưu, chỉ tỳ khưu chỉ thích của ở đây chỉ là cho một người tu tập, dạ, một người tu tập, mà đã vượt được cái năm bậc lưu, tức là không còn bị chi phối, không còn bị chi phối bởi sắc thinh khí vị xúc, tức là những cái phiền não qua nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn đó. Thì cái dục tưởng tức là những cái sự ham muốn mà trạng lại, và ham muốn trạng lại từ cái điều đó, thì vì đó làm sao để tách biệt những cái thứ ra và điều phục đó, dạ, sự tu tập. Câu hỏi này thật ra một cái câu hỏi rất là lớn, là bởi vì một cái vị tỳ kheo, một cái vị tỳ khưu, một cái người tu tập có thể sống trong rừng đô âm thất, thì mặc dù lúc đó không có thụ hưởng sắc tinh khí vị xúc, nhưng mà những cái ký ức trạng lại từ ở trong quá khứ đó, thì nó vẫn còn vi phóng. Dạ, nó vẫn còn chi phối. Như chúng tôi kể quý vị nghe là ông Joseph Colston mà đi hành thiền mà bỗng nhớ đến cái miếng mì chát bơ rồi nướng rồi đó. Thì câu trả lời của Đức Phật là một cái câu trả lời rất là đặc biệt. Dạ, câu trả lời đặc biệt mà chúng ta phải để ý. Dạ, phải để ý. Ở trong này nói lên một cái hình ảnh của một bậc giải thoát là thân tịnh tâm giải thoát. Dạ, theo trong sớ giải thì thân tịnh chỉ cho thiền chứng, và tâm giải thoát chỉ cho tuệ giác. Dạ, tức là mình nói tu chỉ và tu quán. Dạ, tu chỉ tức là đạt đến thân tịnh, và tu quán là đạt đến tuệ giải thoát. Dạ, vô hành sống chánh niệm. Dạ, vô hành sống chánh niệm. Cái chữ vô hành ở đây đó, Asankara,
chỉ cho cái một cái khả năng đặc biệt là chỉ quán sát mà không có phản ứng. Dạ, chỉ quán sát mà không có phản ứng. Ví dụ như là mình có thể nhìn hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô. Hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn, hơi thở vô ngắn, biết hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, vân vân. Mà chỉ làm cái công việc duy nhất là ghi nhận, mà không có can thiệp, không có đòi hỏi hơi thở phải thế này, hơi thở phải thế kia. Cái này đó gọi là ở trong cái thuật ngữ chuyên môn của thiền gọi là chú ý ở đơn thuần, chú ý đơn thuần tức là chỉ ghi nhận mà thôi, chứ không có phản ứng gì hết. Nó sanh biết, sanh với diệt, nó biết về diệt. Trong tương lai còn tái diễn, nữa biết trong tương lai tái diễn, trong tương lai không tái diễn nữa thì biết trong tương lai không tái diễn. Đây là cảm thọ, đây là thọ cổ, đây là thọ ưu, thọ lạc, thì cái gì sanh khởi chỉ biết thôi. Công việc duy nhất là việc ghi nhận, đó là công việc chánh niệm. Thì cái vô hành chánh niệm ở đây chúng tôi ráng dịch lại, nhưng mà nó chỉ dễ hiểu là với chánh niệm đơn thuần. Dạ, với chánh niệm đơn thuần tức là chỉ với sự ghi nhận đơn thuần thôi, chứ không có phản ứng. Cái chữ này quý vị nên để ý chữ ca đó. Và ly gia liễu tri pháp. Dạ, ly gia liễu tri pháp. Cái chữ ly gia ở đây tức là chữ không có gia đình hay không có nhà. Mà liễu tri pháp thì là cái sự hiểu biết về pháp ở đây đó. Thì cái câu này nó là có ý nghĩa rất là đặc biệt. Tức là khi mình hiểu pháp đó, thì mình không có hiểu qua một cái định kiến, không hiểu qua một cái khung. Mà ví dụ như có người học Phật pháp, học bằng quan điểm tông phái, mình học Phật pháp mà mình là học theo kiểu Bắc tông, kiểu Nam tông, kiểu Mật tông, hay là mình học pháp là qua cái trường phái về tu thiền, hay là trường phái về thắng pháp, thì trường phái này phải vậy. Còn cái mà ly gia liễu tri pháp, hiểu pháp mà không có lòng ở trong một cái khung, một cái định kiến, chỉ có như vậy thì biết như vậy thôi, thì ở đây rất là một điểm rất là thú vị đó. Thì trong cái bản dịch chữ Hán gọi là Liya, bản dịch danh là Homeless, nhưng mà thật sự tức là người đó chỉ sống tiếp xúc với thực tại, mà qua cái thực tại đó không cần phải đem những gán ghép nhìn bằng cái định kiến hay cái thành kiến. Thiền định không suy tầm. Dạ, thiền định không suy tầm. Thì cái chữ Avitaka ở đây đó là nó như vậy, thưa quý vị, là giống như bây giờ một cái người vào chùa tu là chỉ tu thôi, tu thiền thôi, chứ không phải là vô chùa vừa tu thiền vừa phải coi cái việc xây dựng, vừa phải nghĩ cái chuyện xây cất, phải nghĩ cái chuyện làm sao cho trang trí chỗ này chỗ kia, hay là vào chùa tu thiền rồi nghĩ làm này làm kia vân vân. Còn quý vị ở bên ngoài đó, khi nào đi học thì lo đi học thôi, chứ phải đi học mà ngồi đó rồi suy nghĩ đến chuyện là bạn bè ra sao, rồi đi tìm cái này tìm cái kia, sự tầm cầu. Và thực sự cái suy tầm đó, cái vị tá cá suy tầm ở đây đó, là hiểu là ngay trong cái bước đầu của sơ thiền đó, mới thì nó luôn luôn có sự suy tầm để nhắm vào cái đối tượng. Nhưng một khi nó đã thuần thục rồi đó, thì nó thể nhập mà không qua cái suy tầm, dạ, không qua cái sự hướng tâm. Nó cũng giống như là một cái người mà không có phải là thực sự là một thi hào thì khi mà mình biết một bài thơ thì phải tìm nguồn cảm hứng, do cái nguồn cảm hứng nó mới đẩy chúng ta đến chỗ nào đó. Còn người đã làm thơ thì xuất khẩu thành thơ. Dạ, hay hoặc giả là quý Phật tử khi mà muốn nghe pháp hay là muốn làm gì đó thì mình phải có cái thời gian gọi là warm up, hay là đóng máy, làm sao đóng máy ban đầu để mình chuẩn bị và nhưng mà rồi khi mà chúng ta đã thực sự thành đạo, cái đó không cần nữa. Cái Avitaka ở đây đó, chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ thôi, bây giờ thì không còn nữa. Dạ, bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà khi mình học xong tiểu học á, trước
khi lên trung học, dạ, hồi tiểu học đến trung học thì nó có cái lớp học gọi là tiếp liên. Cái lớp này chắc bây giờ chúng tôi nói chắc không có mấy người biết cái lớp này, nhưng mà vì học xưa nhiều người tuổi học xưa tôi nhớ có gọi là tiếp liên. Dạ, tiếp liên tức là nó là một cái lớp giống như là dẫn nhập vào, dạ, dẫn nhập vào thì từ tiểu học qua trung học thì tương tự như vậy. Một cái người tu thiền đó mà Abhidhamma tức là thiền ở mức độ thuần thục rồi, dạ, ở đỉnh cao thuần thục gọi là không suy tầm, dạ, và không suy tầm đối với ngay cả người mục thì cũng không suy tầm đối với cái này cái kia, dạ, như có những người xuất gia vào trong chùa mà vẫn còn có cái bận tâm, dạ, bận tâm với là làm sao người này kia biết mình, làm sao người này kia họ cúng dường cho mình, làm sao mà mình được trở thành thiền sư pháp sư bằng cái địa vị này được địa vị kia vân vân. Cái đó chúng ta gọi là Vitaka, dạ, Vitaka tức là mình tu không lo tu, nhưng mà mình tu mình lo nghĩ về cái chuyện xa chuyện gần, tìm cái này cái kia và mình đầu tư vào đó mình quên đi, tức là mình thả mồi bắt bóng, tức là mình chạy theo cái ảo vọng hơn là sống với cái thực tại, và sống thực tại sống và tập trung hoàn toàn. Bây giờ đó thì cái câu này thật ra chúng tôi dịch vẫn chưa hồi tối khi mà chúng tôi có bệnh mà để được tự trì là rồi điện thoại nói để tự trì quá bận công việc đó. Buổi chiều thầy xin bài sớm nhưng mà tôi dịch chúng tôi không ở nghĩ lắm là cái câu mà không manh động vọng động tâm nhu nhuyến thường quá mà khi mà chúng tôi dịch vào thích văn chúng tôi để là không manh động tức là không phản ứng, không vọng động tức là không buông thả, và tâm nhu nhuyến thường quá tâm không có chai lì. Ba cái trạng thái này là người nào tu thiền là đều phải biết rõ, yeah. Không có manh động tức là không có phản ứng lại đối với cảnh, có nghĩa là như chúng tôi nói với vị là có một vị đệ tử ngài Thanh Sa xin tá túc trong một ngôi chùa mà ở trong ngôi chùa đó họ có một cái lễ và họ phóng loa họ phóng thanh một cái chương trình, một cái bài thuyết pháp của người Buddha Đá Xá, mà cái bài phóng thanh đó vang vang cả chùa thì bị này tuy rằng ở trong một cái chỗ một cái âm thất cũng một góc chùa đó, nhưng mà bị chi phối âm thất bực quá, chùa vừa ồn vào vậy, dạ, mặc dù lúc đó họ đang phát một bài pháp thì ồn vào và bị bực bội cả đêm về nói chuyện với ngài Thanh Sa, thì ngài đó ngài Thanh Sa nói rằng người ta phát thanh bài pháp để cho đại chúng nghe, đâu phải là để với pháp mình đâu, và khi mình tu thì không nhất thiết là phải yên lặng, và mình tu tức là mình có khả năng để chánh niệm đối với tất cả những gì hiện khởi, cho dù đó là an tịnh hay là ồn ào, cho dù đó là thuận hay nghịch, cái này rất là khó, dạ. Thì quý vị biết rằng ở cái mức độ nào đó chúng ta hay có cái phản ứng, dạ, hay phản ứng cái việc đó đến thì mình có thái độ chống chế, nó phải thế này không phải thế kia, cũng như có người nào mới vào chùa tu thời gian đầu thì tự nhiên do cái tính tâm người này hay có cái phê phán, ông này làm cái này không có đúng, mà khi làm đúng mình muốn tất cả mọi thứ đúng, nhưng mà kỳ thật nếu mà mình tu mà cái tâm mình thuần đúng nghĩa đó thì không phải mình tu tốt không, mà mình còn phải có cái khả năng an nhiên, và an nhiên trước những cái dị biệt của người khác. Còn nếu mà mình chỉ vào chùa mình chỉ tu mình nghĩ tốt mà mình không có tâm giữ tâm mà an nhiên trước cái tốt người khác đó, thì mình là sống một cái tâm phản ứng, và cái tâm vọng mà động ở đây tức là cái tâm trôi dạt. Tâm trôi dạt tức là giống như một thuyền ra khơi mà nó không có bánh lái hay là hư máy, rồi nước trôi theo cái dòng thủy lưu vậy đó. Thì nếu chúng ta tu mà chúng ta không có một cái định lực mạnh đó, thì chúng ta dễ bị lôi kéo. Và ví dụ như là đáng lẽ cái lúc đó mình làm công việc đó, nhưng mà rồi thay vì tụng kinh cái gì nghe pháp thì mình bị người khác họ dẫn dắt đi làm những việc này việc kia, hay là tâm mình nghĩ chuyện này kia, mình gọi là trôi dạt. Mà ngoài cái trạng thái phản ứng manh động, ngoài trạng thái trôi dạt, nó còn có một phản ứng khác mà rất là đáng ngại, đó là cái phản ứng chai lì. Dạ, chai lì ở đây nó đối ngược lại với cái sự nhu nhuyến. Thế nào là chai lì?
Vậy thì là khi nào mình làm cái gì quá quen thì đâm ra lời. Và giống như là người ta đầy đọa mình khổ quá thì đâm ra mình lì ra. Một lúc nào đó, ở trong sự tu tập thì mình cũng rất sợ sự chai lì. Cái chữ chai lì là chữ rất là thô. Nhưng mà chúng ta phải dùng ở tại đây là khi mình bước vào trong thiền viện ấy, thì cái tâm mình cảm thấy có nhiều cái nhiệt thành, xúc cảm. Vì lần đầu tiên đến thiền viện, mình lên lại vị thiền sư hay lại Phật ấy, thì mình cảm thấy cái tâm của mình nó rất là có cảm giác, một cái ảnh hưởng rất là tốt. Mình mà ngồi trong đại chúng đi ngồi thiền thì mình cảm thấy rằng ngồi chung với đại chúng cho mình một cái năng lượng tốt. Nhưng rồi những chuyện đó chỉ xảy ra một vài ngày đầu thôi. Và sau một vài ngày thì cái tâm chúng ta nó quá quen, quá lơ và nó quá chạy lì. Cái này là cái rất là đáng sợ. Cái này cái rất là đáng sợ trong cuộc tu. Tại vì chính cái sự chai lì đó đó, nó làm cho chúng ta mất đi cái sự nhiệt thành. Chính sự chai lì đó, nó làm tâm của chúng ta không được tư nhuận. Chính cái sự chai lì đó, nó làm cho tâm của chúng ta bị rơi vào trong một cái trường hợp nhiều khi lãnh đạm, nhiều khi vô cảm và nhiều khi bất cần đời. Cái bệnh này thì chỉ có trong thiền viện người ta mới nói nhiều là bệnh chai lì. Như bây giờ quý vị biết là có một số người mới đi hành hương của đất Phật thì đến cõi Bồ Đề hay đến những nơi được Thế Tôn ngài chứng pháp luân ấy, bạn tâm mình rất là xúc động, chỗ đó rất là thiêng liêng. Rồi mấy người này trở đi trở lại nhiều lần, và những chỗ đi trở lại nhiều lần mà còn làm một việc nữa là làm thương mại để buôn bán, hoặc giả là làm cái này kia để xây chùa, để dựng tháp, để làm cái gì ở gần chỗ thánh địa đó, thì nó chỉ là công việc sinh hoạt thôi. Làm riết rồi đi ngang cổ thì cái tâm thái đó chúng ta gọi là tâm thái chai lì. Cái này thì cái này thì rất là khó diễn tả, nhưng mà cái người tu mà có cái khả năng gọi là làm mới, làm tinh khôi lại cuộc sống đó, thì đó là một nghệ thuật. Thành ra quý vị nhớ trong cái câu Phật ngôn mà Đức Phật trả lời cho ma nữ, thật ra ma nữ có hỏi và A-tí có hỏi Đức Phật, thì Đức Phật trong đó có dùng chữ Nakupati và Nasarati Latino, tức là không có phản ứng manh động, không có buông trôi, không có buông trả trôi giặc, mà cũng không có chai được lì. Mới nghe thì chỉ là những cái chặng từ, nhưng mà trên thực tế đó, thì là những cái yếu quyết rất là quan trọng khi mà chúng ta đi hành thiền. Nói cách khác là khi chúng ta đi hành thiền không có manh động, tức là chúng ta làm sao giữ được chánh niệm đơn thuần, sự tập trung đơn thuần mà không có cái đó muốn can thiệp, cái đó muốn đồi nặng, muốn đi vào, và không có trôi giặt, tức là chúng ta không có để cho cái ngoại cảnh nó lôi cuốn đi chỗ này chỗ khác, gọi là điều hữu ly sơn, và không có chai lì, là tâm của chúng ta luôn luôn mới, luôn luôn tinh khôi. Nếu quý vị mà đi nghe pháp mỗi ngày, mà mỗi buổi sáng hay buổi tối mà mình mở ra mình nghe pháp, mà tâm chúng ta vẫn hoan hỷ, đó là cái tâm của chúng ta vẫn còn mở tinh khôi. Nhưng mà nghe rất là tự nhiên, nghe chỉ có nghe thôi, mở ra cho nghe giống như nghe nhạc vậy thôi, mà cũng có để ý, không có cảm thấy gắn bó với cái bài giảng đó, thì cái đó chúng ta gọi là đến một trạng thái chai lì. Mà nói chữ chai lì nghe nó còn hơi nhẹ, mặc dù nó hơi thô, nhưng một cái chữ khác mà chữ u lì. U lì là đến lúc nào đó là mình cảm thấy nó không có mặn mà nữa, và không có phấn khởi và mặn mà, trạng thái u lì rất là nguy hiểm. Trong cái bài kệ này thì có nhiều chỗ rất là quan trọng khi đề cập đến cái tâm thái của một vị giác ngộ đã đạt đến cái đỉnh cao của cái sự tu tập, và cũng trả lời cho ác ma, cho ma nữ Arati, là tại sao mà đã vừa qua năm Bộc Lưu rồi, tới Bộc Lưu thứ 6 thì làm sao có thể cô lập lại những dục tưởng và tách biệt những dục tưởng. Ở đây dùng cái chữ là tách biệt và chế phục, giống như là
mình có một cái rổ rổ trái cây mà có rổ trái cây nó bị hư rồi, mình phải lấy cái rổ trái cây, lấy cái phần trái cây hư ra khỏi để nó không lây lan qua thứ khác, và chỉ lấy ra khỏi mà mình còn cắt bỏ những chỗ hư để mình thì ăn được cái phần còn lại. Thì cái đấy này, cái đó đã là cái rất là tế nhị, rất là khó. Thì ác nữ mà mà nữ hỏi Phật về điều này, thì ác đó thực ra hỏi một câu hỏi chứ không phải là xuyên đạt Đức Phật hay là chỉ trích, mà Đức Phật trả lời trong đó có những ý nghĩa rất là quan trọng. Thưa Phật tử, bây giờ thì thưa vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ Pháp Putrajaya. Kính truyền chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có giáo trình môn thắng pháp toán yếu, và vị giảng sư là Hòa Thượng Đại Siêu. Xin thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả chương trình ngày mai. Nam mô Phật Tăng.